Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bản mệnh phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận. Bước sang đến hậu vận mới được thành thơi, an nhàn, tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Và sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ phân tích luận đoán cụ thể từng phương diện và giai đoạn cuộc đời của nữ Kỷ Dậu sinh năm 1969 để quý vị gia chủ nắm bắt và có sự chiêm nghiệm rõ hơn. Gia chủ nữ mạng Kỷ Dậu có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng Đại Trạch Thổ, đất nhà lớn, xương con gà, tướng tinh con thỏ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 thông qua bài thơ sau. Kỷ Dậu mạng thổ cung Ly, đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. Hợp thì thìn, tuất sửu mùi, thị ngọ 6 tháng hợp mùa thuận sinh, thu đông chẳng hợp chẳng an, tuy làm giàu có cũng là cực thân. Đầu tiên là có của kho thế mà chẳng đặng vững bền tiêu hao. Nhà cửa nhiều lớp giã tan, sắm rồi bán đó chẳng bền về sau, nhưng mà nhờ đức Phật trời, làm ăn có cửa, thời vận ở sau. Lỗi sinh vô phước xấu phần, chơi bạn không tốt nhiều lần hại ta, vợ chồng chẳng được thuận hòa, thế mà con cái đầy đàn phải lo. Tổng quan, Kỷ Dậu nữ mạng phải trải qua khá gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận. Bước sang đến hậu vận mới được thành thơi, an nhàn, tận hưởng những thành quả đã gây dựng. Những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 86 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc đức sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam mạng Kỷ Dậu được chia làm 3 trường hợp như sau. Người sinh vào tháng 1 và tháng 9 âm lịch có thể tình duyên sẽ phải trải qua đến 3 lần thay đổi mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 2, 3 năm và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Những Kỷ Dậu nữ mạng được hạ sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 11 và 12 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất đến cuối cuộc đời. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo của nữ mạng Kỷ Dậu ở trung vận có nhiều phiền muộn, nhưng sang đến hậu vận sẽ được êm ấm yên vui. Đường công danh của những người tuổi này không vượt qua được ngưỡng khá. Sự nghiệp luôn biến động ở trung vận, đến hậu vận thu được nhiều thành tựu rực rỡ, tài lộc dồi dào, không bao giờ phải suy nghĩ. Tuổi hợp làm ăn. Kỷ Dậu nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ dàng thành công và mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải bận tâm suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì, tiền bạc lúc nào cũng dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì nữ Kỷ Dậu nên tiến tới hôn nhân với các tuổi vừa hợp với tình duyên lại vừa hợp về tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ và Mậu Thân. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất và Bính Thìn. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả khi Kỷ Dậu nữ mạng nên duyên chồng vợ với các nam mạng tuổi Quý Sửu, Đinh Mùi và Tân Sửu. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn về đường tình duyên và đường tài lộc. Bạn cũng không nên tiến tới hôn nhân vào những năm xung khắc trong chuyện tình duyên là 18, 24, 29, 30, 36 và 41 tuổi sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa xa cách. Kỷ Dậu nữ mạng sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thường gặp nhiều chuyện trắc trở trong khi mà tiến tới hôn nhân. Để hóa giải xung khắc, gia tăng tình cảm vợ chồng, giúp gia đình luôn hòa thuận, gia đạo yên ấm bình an, nữ gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 có thể tham khảo sử dụng pháp khí hòa hợp hàng đầu trong phong thủy. Chỉ với một vòng tay tam hợp, bản mệnh sẽ cảm thấy rằng cuộc sống và các mối quan hệ trở nên chất lượng hơn. Mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo bình yên. Cụ thể, với nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969, Phong Thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Quý Thần, Tỵ Dậu Sửu. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mãn não màu đỏ, khắc hình 3 linh vật Tỵ Dậu Sửu, giúp mang năng lượng hội tụ tương hỗ cho từng gia chủ rất tốt.
cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, dần ngọ tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tối đa tốt nhất, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi đại kỵ, nữ mạng kỷ dậu không nên cộng tác hay kết duyên với những tuổi xung khắc với mình như kỷ dậu, ất mão, mậu ngọ, đinh mão, bính ngọ và quý mão. Nếu kết hợp, mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều rủi ro, khó thành công và dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên dang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi đại kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Và nếu lỡ chót yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, vào những năm có đại hạn trong cuộc đời, 24, 30 và 40 tuổi, kỷ dậu nữ mạng phải hết sức thận trọng trong mọi việc vì sẽ có rất nhiều người, nhiều chuyện bất lợi xảy đến, công danh, sự nghiệp và tài vận. Không được hanh thông, chuyện tình cảm và gia đình có nhiều mâu thuẫn, xích mích. Những dự định lớn, những việc quan trọng bạn nên để cho những năm này qua đi rồi hẵng thực hiện sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình, sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật Pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi công việc được suôn sẻ, thuận buồm, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào, sức khỏe an khang. Có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì kỷ dậu nữ mạng nên khởi hành vào giờ chẵn ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, vạn sự như ý và đại cát đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vào những năm này bạn có nhiều chuyện phiền muộn nên kiềm chế, nhẫn nhịn, những chuyện xấu sẽ qua đi. Tài lộc giảm sút, không có cơ hội để gây dựng cuộc sống như mong muốn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, mọi chuyện có nhiều khởi sắc vào những năm này. Sự nghiệp, cuộc đời và chuyện tình cảm có nhiều triển vọng tốt đẹp, tạo tiền đề để xây dựng cuộc sống đã mơ ước bấy lâu. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào năm 31 tuổi, công việc không được thuận lợi suôn sẻ, làm hao tốn tiền của. Sang năm 32 tuổi, mọi việc chỉ dừng lại ở mức trung bình. Năm 33 tuổi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân kẻo đau ốm, bệnh hoạn hay tai ách bất ngờ ập đến. Đến năm 34 tuổi và 35 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn, không có tiến triển gì nhiều. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vào những năm này có nhiều tiến triển thuận lợi trong công việc và chuyện tình cảm, tài lộc dồi dào, tạo được địa vị nhất định trong cuộc sống. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển vào năm 41 tuổi. Sang năm 42 tuổi và 43 tuổi, chuyện tình duyên, sự nghiệp và địa vị đều được như ý muốn. Đến năm 44 tuổi và năm 45 tuổi, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, bạn có hạn vào mùa thu của năm 46 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng đau ốm bệnh tật, làm hao tiền tốn của. Sang năm 47 tuổi và 48 tuổi, công việc chỉ dừng lại ở mức khá. Đến năm 49 tuổi và 50 tuổi, chuyện tình cảm, tài vận có nhiều khả quan. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong những năm này, gia đình có chút mâu thuẫn xích mích, chỉ cần dành nhiều thời gian hơn và quan tâm đến con cái, bản thân. Bạn cũng nên tránh xuất hành đi xa hay giao thương tài chính, vừa không thu được kết quả lại rước họa vào thân. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, sức khỏe giảm sút trông thấy, nhưng có phúc phần về tài vận và con cháu vào những năm này, làm nhiều việc tốt, hướng tâm theo Phật, có thể sẽ được vui vầy cùng con cháu thêm vài năm. Thưa quý vị, mệnh trời còn gọi là số mệnh. Từ 50 tuổi trở đi, biết mệnh trời. Bản mệnh đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Hy vọng rằng những chia sẻ về tử vi
mà chúng tôi vừa mới chia sẻ trên đây sẽ giúp cho bản mệnh có thêm được góc nhìn về sự chiêm nghiệm về cuộc đời của mình, sống một đời an nhiên, hạnh phúc.